Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với sắc không chướng ngại, đối với thọ tưởng hành thức không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với nhãn xứ không chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với sắc xứ không chướng ngại, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với nhãn giới không chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với sắc giới không chướng ngại, đối với thanh hương vị xúc pháp giới không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với nhãn thức giới không chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thể thân ý thức giới không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với nhãn xúc không chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thể thân ý xúc không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không chướng ngại, đối với các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với địa giới không chướng ngại, đối với thủy hỏa phong không thức giới không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với vô minh không chướng ngại, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với bố thí ba la mật đa không chướng ngại, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không chướng ngại. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này đối với pháp không nội không chướng ngại, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không chướng ngại.